Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương cần tăng cường kiểm soát đường biên giới khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân về các thủ đoạn cướp giật trên đường phố. Nhật Bản mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Sáng nay các thầy đua sẽ thi đấu chặng 11 vòng đua Trường Tiền Phú Xuân tại Huế. Thưa quý vị, bản tin 6 giờ sáng nay ngày 17 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có một ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh. Đây là ca bệnh nhập cảnh đã được cách ly ngay. Trước đó vào hôm qua, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng được điều trị tại tỉnh này. Bộ Y tế trong cuộc họp với 63 tỉnh thành đã đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm soát đường biên giới khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các nước láng giềng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh có biên giới với Campuchia, cần tăng cường kiểm soát đường biên giới. Khi có người nhập cảnh về, cần báo ngay cho địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện cách ly ngay các trường hợp này và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời cần tăng cường tầm soát để phát hiện các ca nhiễm bằng việc tăng cường xét nghiệm tại khu vực và đối tượng có nguy cơ một cách thường xuyên để phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 tại các phòng khám tư nhân. Phòng khám nào không tuân thủ quy định phòng chống dịch có thể đình chỉ. Phải xử lý nghiêm những trường hợp mà nhập cảnh trái phép. Bây giờ chúng tôi không gọi là giám sát nữa, chủ động nữa mà là tăng cường tầm soát. Tầm soát để phát hiện các ca nhiễm. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch, nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho cách ly trên diện rộng, chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị cho công tác điều trị, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR code và sổ sức khỏe điện tử. 34 học sinh tiểu học tại Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu do chơi một loại đất sét nặng slam mua trước cổng trường vào sáng qua. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu kiểm định để kết luận nguyên nhân. Sáng qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang tiếp nhận 34 học sinh trong tình trạng buồn nôn, đau đầu, khó thở. Sau khi sàng lọc, trong 6 trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi cấp cứu và theo dõi chuyên sâu, thì có 3 trường hợp được chỉ định thở oxy, theo dõi nhịp mạch và theo dõi các chỉ số sinh tồn khác. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhi còn lại đã ổn định. Ngay khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường học. Cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán hàng rong không đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Theo thông báo của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako, từ tối nay đến tối mai 18 tháng 4, thành phố Thủ Đức và các quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp sẽ bị gián đoạn cung cấp nước, nguyên nhân là do việc thi công sửa chữa thay mới đường ống nước. Để phục vụ công tác thay mới tuyến ống bê tông D1500mm trên đường Nguyễn Văn Bá, nhà máy nước Thủ Đức 3 và công ty nước sạch Sài Gòn sẽ ngừng bơm nước trong thời gian từ 21 giờ thứ Bảy 17 tháng 4 đến 21 giờ Chủ nhật 18 tháng 4. Trong thời gian trên, sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, gián đoạn cấp nước tại một số khu vực gồm thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, Gò Vấp và Tân Bình, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đã có phương án điều tiết nước từ mạng truyền tải, đồng thời lưu ý người dân và các cơ quan đơn vị có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng. Thưa quý vị, tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe thường diễn ra vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình trạng này có vẻ nghiêm trọng hơn. Đường Cộng Hòa tại quận Tân Bình, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tại quận Bình Thạnh, tình trạng kẹt xe có vẻ đang tăng lên mỗi ngày trong thời gian gần đây. Thực sự là mình đã phải dậy sớm hơn khoảng độ 20 phút để mình có thể đến công ty cho kịp giờ. Và di chuyển trên đường thì mật độ giao thông nó rất là cao. Thì khi mà mình đến công ty mình cảm thấy khá là mệt mỏi. Mà mình phải đứng ở ngoài đường lâu và kẹt xe vậy thì khá là khó chịu. Đi làm đồ nó hơi kẹt xe lắm. Sáng sớm là kẹt xe bính mít luôn. Lý giải cho tình trạng này, các chuyên gia cho rằng do trải qua thời gian giãn cách, người dân phải sắp xếp để giải quyết công việc nên ra đường nhiều hơn. Ngoài ra, theo thống kê, trong năm 2020, có tới 43 dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do vướng mặt bằng. Trong đó có 8 dự án phải tạm ngưng, cũng là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe, ảnh hưởng đến chuyện đi lại của người dân. Sau một thời gian tăng mạnh, hiện giá heo hơi đang liên tục giảm, đạt đến mức giảm sâu nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp bình ổn cho rằng việc giá thịt heo giảm vừa kích thích tiêu dùng vừa giúp cạnh tranh với heo nhập khẩu vốn có giá thấp hơn heo trong nước. Bắt đầu từ tháng 4, giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường giảm từ 4.000 đến 16.000 đồng 1 kg so với mức giá áp dụng từ ngày 12 tháng 1. Thị trường thì giá cả cũng đã rẻ rồi, mà hôm nay nghe nói là rẻ nữa thì chắc chắn là tôi cũng ủng hộ nhiều hơn. Thịt mà nó giảm thì nó tiết kiệm cho gia đình mình nhiều chứ. Hồi trước nó cao, tuần mình ăn 3 lần hoặc 2 lần, còn bây giờ nó thấp thì mình tăng lên 4 lần, 5 lần. Trong bối cảnh giá thịt heo nhập khẩu chào bán trên thị trường chỉ từ 30.000 đến 70.000 đồng 1 kg, tức là chỉ bằng 1/2 giá thịt heo trong nước, thì việc cắt bớt lợi nhuận là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để cạnh tranh. Ngoài cái mức giảm của chương trình bình ổn, bản thân doanh nghiệp chúng tôi bỏ cái mức chi phí khuyến mãi từ 10 đến 20% là chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận để chia sẻ chi phí với người tiêu dùng. Trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 141.000 tấn thịt heo, tăng gần 400% so với năm 2019. Hy vọng với chương trình khuyến mãi kích cầu cộng với giảm giá hàng bình ổn sẽ hạ nhiệt được giá thịt heo hiện nay. Từ ngày 21 tháng 4 tới, tuyến tàu cao tốc nối liền Cần Thơ - Côn Đảo chính thức đưa vào vận hành, thêm một lựa chọn nữa cho người dân và du khách khi muốn đến Côn Đảo. Đây là một trong những sản phẩm mới được chú ý trong chương trình kích cầu du lịch của Cần Thơ sau đại dịch COVID-19. Ông Phạm Ngọc Đợi đến từ Tây Bắc là một trong những du khách tham gia chuyến tàu thử nghiệm xuất phát từ bến Ninh Kiều - Cần Thơ đến cảng bến đầm Côn Đảo. Cho nên chúng tôi muốn ra Côn Đảo là ao ước từ lâu rồi, muốn ra để thắp hương cho chị Võ Thị Sáu. Thích nhất là các lễ tân phục vụ rất là thân thiện. Với thiết kế hiện đại, tàu cao tốc hai thân có vận tốc trung bình 32 hải lý giờ, cho phép rút ngắn hải trình từ Cần Thơ tới Côn Đảo chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ. Vượt trội là nó rộng hơn, đi nó đầm hơn, nó không có bị dập sóng nhiều. Không có mệt lắm. Tàu có sức chứa khoảng 339 chỗ ngồi, được chia ra thành nhiều hạng ghế, mang tới những trải nghiệm thú vị cho du khách. Giá vé từ 600.000 đến 1.200.000 đồng tùy loại ghế. Tuyến tàu mới này được kỳ vọng làm phong phú thêm các điểm đến trong chuyến du lịch khám phá miền sông nước, giải quyết được bài toán cháy vé các phương tiện ra Côn Đảo khi vào dịp cao điểm, góp phần phát huy tiềm năng du lịch của Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong phần an ninh trật tự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn tại Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây tổ chức đưa dẫn 5 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lành Văn Anh, Hoàng Văn Hiền cùng 27 tuổi, Hoàng Văn Quỳnh 22 tuổi và Lành Văn Định 31 tuổi, cùng trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó đêm ngày 12 tháng 4 tại khu vực biên giới xã Yên Khoái, các lực lượng đã mật phục bắt quả tang Lành Văn Anh đang tổ chức đưa 5 công dân Việt Nam vào khu vực biên giới. Đối tượng khai nhận đã đón 5 người này từ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình để tìm đường xuất cảnh sang Trung Quốc với tiền công 5 triệu đồng. Từ đối tượng này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép, trong đó xác định Hoàng Văn Hiền là người cầm đầu. Chuyên sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị khởi tố một nhóm đối tượng có hành vi trên, làm giả trang thanh toán điện tử chiếm đoạt tài sản của người dùng trên không gian mạng. Nhóm đối tượng gồm Lê Tất Thắng, Lê Văn Nam, Nguyễn Duy Trí, Nguyễn Hữu Nhật, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhóm này cấu kết với nhau xây dựng các trang thanh toán điện tử giả mạo, tương tự các trang thanh toán chính thống với mục đích lừa đảo. Khi người dùng truy cập vào các đường link và điền đầy đủ thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP, ngay lập tức những thông tin này sẽ chuyển về email của các đối tượng, từ đó chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian gần đây, tình trạng cướp giật gia tăng với mức độ thủ đoạn liều lĩnh, cướp theo băng nhóm, cướp có tổ chức. Trước tình trạng này, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh có một số khuyến cáo hữu ích và cần thiết dành cho người dân.
Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh An Giang, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 16 nghi phạm cướp giật tài sản liên tỉnh. Còn đây là Zahid Anbar Ali, 37 tuổi và Ibrahim Ali, 49 tuổi cùng quốc tịch Pakistan, lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, giả vờ hỏi mua đồ, rồi giật lấy cọc tiền của chủ một cửa hàng, sau đó lên ô tô định tẩu thoát. Từ hai vụ việc trên, cơ quan công an đưa ra cảnh báo với người dân là hết sức cẩn trọng khi lưu thông một mình, đi rút tiền và mang nhiều đồ giá trị trên người khi ra ngoài đường phố. Tội phạm hiện nay thì ngoài vấn đề trẻ hóa ra, thì nó có những tội phạm gọi là tội phạm nhất thời, mặc đồ công sở, không có một đặc điểm gì mà nhìn ra đó là tội phạm. Hai là tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc điểm đối tượng nó lại thay đổi. Chúng tôi cũng cố gắng bằng mọi cách sức mình làm sao để cho người dân cảm thấy là yên tâm nhất. Hiện lực lượng công an thành phố đang tăng cường công tác tuần tra trấn áp tội phạm. Về phía mình, người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19, Nhật Bản hôm qua đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm thêm 4 địa phương. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới tại Nhật Bản đang tăng nhanh, trong khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là tới Olympic Tokyo. Theo thông báo, các địa phương phải áp đặt biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tới, gồm Saitama, Chiba, Kanagawa và Aichi. Như vậy, đến nay đã có 10 địa phương phải áp dụng biện pháp này. Nhật Bản hiện đang đối diện với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư, với tỷ lệ lây nhiễm biến thể mới tại một số địa phương lên tới 80%. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, tổng số ca mắc COVID-19 vượt mức 4.000 ca một ngày, trong đó có 9 ca tử vong. Nghiêm trọng hơn, đợt lây nhiễm này tập trung chủ yếu ở giới trẻ. Giới chuyên gia nhận định sẽ phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể khống chế và giảm số ca mắc COVID-19 mới, đồng thời kêu gọi nhanh chóng đưa ra quyết định cần thiết. Người dân cũng cần phối hợp thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp. Khoảng 5.800 người Mỹ vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, con số này là rất nhỏ, chỉ chiếm gần 0,01% trong tổng số 77 triệu người ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ các liều. Thông tin do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố vào ngày 15 tháng 4. Theo CDC, trong số 5.800 trường hợp dương tính nói trên, có 74 người đã tử vong, một số người bệnh trở nặng và gần 400 người phải nhập viện điều trị. Cơ quan này giải thích rằng việc một người đã tiêm chủng đầy đủ nhưng vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2 có thể là do cơ thể họ chưa tạo được phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Và đây cũng là tình huống đã được tiên lượng trước vì vaccine không thể ngăn ngừa được 100% nguy cơ lây nhiễm bệnh. Vì thế, CDC khuyến cáo những người đã tiêm đủ liều vaccine vẫn cần theo dõi tình trạng cơ thể và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm. Viện Nghiên cứu Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc mới đây đã nghiên cứu và sản xuất thành công loại vải có khả năng hỗ trợ, nâng đỡ trợ lực. Loại vải mới này có thể được sử dụng rộng rãi cho các ngành nghề lao động tiêu hao nhiều sức lực. Loại vải hỗ trợ nâng đỡ này nặng không quá 6,6 gram, có kích thước bằng lòng bàn tay, sử dụng hợp kim nhớ hình, dạng lò xo, chỉ dài khoảng 0,02 mm, tương đương với 1/4 sợi tóc. Khi người dùng gắn miếng vải này lên cánh tay, lực cơ bắp phải dùng để nâng vật nặng giảm một nửa so với dùng tay không. Tương tự, nếu gắn vào chân và ngồi xuống, miếng vải sẽ tạo ra lực để giúp người dùng đứng dậy dễ dàng. Đặc biệt, vải trợ lực có cảm biến nhận biết chuyển động của cơ thể và hỗ trợ tư thế. Với ưu điểm nhẹ và chi phí sản xuất rẻ, sản phẩm này có thể được sử dụng rộng rãi cho các ngành nghề lao động tiêu hao nhiều sức lực như chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa, chăm sóc bệnh nhân hoặc dùng cho tập luyện phục hồi chức năng. Trước đây, lớp học với bàn học trên bờ biển là những thứ chỉ thấy trong mơ đối với nhiều trẻ em. Nhưng hiện nay, một trường học tại Tây Ban Nha đang triển khai chương trình đưa toàn bộ lớp học ra bờ biển nhằm phòng tránh lây nhiễm COVID-19 ở học sinh và nhiều mục đích giáo dục khác. Ai cũng biết virus SARS-CoV-2 thường dễ lây lan trong môi trường kín. Vì vậy, trường Felix Rodriguez de la Fuente ở vùng Murcia của Tây Ban Nha đã đưa vào hoạt động chương trình giáo dục có tên Fresh Air, cho phép các em học sinh từ 3 đến 12 tuổi học hoàn toàn trên bãi biển Playa de los Nietos. Dù tổ chức ngoài trời nhưng tất cả các em đều phải đeo khẩu trang. Ngoài mục đích là phòng tránh lây nhiễm COVID-19, việc học trên biển sẽ giúp các em hứng thú hơn, đồng thời học được nhiều từ thực tế hơn, chẳng hạn như việc quan sát các người dân sinh sống tại đây. Em rất thích đến đây, vừa để học, vừa được bơi và vui chơi nữa, mọi thứ rất thú vị.
Những tiết học trên bãi biển như thế này nhận được sự ủng hộ và hợp tác rất lớn từ người dân địa phương cũng như giới truyền thông. Họ sẵn sàng quá trang để hướng dẫn các em nhiều điều thực tế hơn. Nhà trường hy vọng sẽ có nhiều cơ sở giáo dục sẽ triển khai biện pháp này vì những lợi ích mà nó mang lại. Các em học sinh tại hai khối trường ở bang Florida, Mỹ hôm qua đã tổ chức một sự kiện đặc biệt dành tặng cho một nhân viên làm việc của trường vừa qua đời. Để hoàn thành sự kiện này, các em đã thu thập hơn 15.000 hộp ngũ cốc và xếp chúng thành một mô hình domino hoành tráng. Sự kiện diễn ra bên trong một sân tập thể thao ở thành phố Panama City, bang Florida. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân Julio Navarez, một nhân viên đã đồng hành cùng các em trong suốt 8 năm qua, vừa qua đời hồi tháng trước. Đó cũng là lý do sự kiện được đặt tên là Thử thách ngũ cốc của Julio. Số hộp ngũ cốc lần lượt đổ xuống và hộp cuối cùng đã đổ trong tiếng vỗ tay của các học sinh. Sau sự kiện này, toàn bộ số ngũ cốc trên sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Sắp tới, một đôi giày từng được siêu sao nhạc rap Kanye West thiết kế sẽ được đem ra đấu giá ở Trung Quốc với cái giá ước tính lên đến hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 20 tỷ đồng. Kanye West từng diện đôi giày này để trình diễn ca khúc Hey Mama và Stronger tại sân khấu Grammy năm 2008. Đôi giày Nike dòng Air Yeezy One Prototype được chính tay Kanye West thiết kế cùng với Mark Smith được định giá hơn 1 triệu đô la Mỹ và có thể trở thành đôi sneaker đắt giá nhất từng được bán công khai. Trước đó, kỷ lục này thuộc về đôi Air Jordan 1S được bán thành công hồi năm ngoái với giá 615.000 đô la Mỹ. Kanye West là một ca sĩ nhạc rap, doanh nhân, nhà sản xuất, nhà thiết kế thời trang tài năng với đời tư nhiều thị phi. Hồi tháng 2, nữ ngôi sao Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn với anh sau gần 10 năm chung sống. Thưa quý vị, sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 sẽ thi đấu chặng 11 vòng đua Trường Tiền Phú Xuân tại thành phố Huế. Đây được dự đoán là một chặng đua chứng kiến những thay đổi trên ngôi đầu bảng tổng sắp cá nhân chung cuộc. Sau chiến thắng chặng ngày hôm qua từ Đồng Hới, Quảng Bình về thành phố Huế, Nguyễn Trường Tài của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama giờ chỉ còn kém tay đua đang giữ áo vàng Loic Desriac của Byfly Đồng Nai đúng 0,99 giây. Điều đó hứa hẹn 20 vòng đua, tổng cự ly 42 km qua hai cây cầu Trường Tiền Phú Xuân ngày hôm nay sẽ diễn ra liên tiếp các cuộc tấn công, nhất là tại hai điểm thưởng dọc đường có dây thưởng lần lượt là 5, 3, 2 và 1 giây. Việc không có chân đua nước rút mạnh trong đội hình khiến ekip Đồng Nai gặp khó khăn khi cạnh tranh cùng hai tập thể Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh tại đích đến. Vì vậy, đội đua sẽ phải dựa nhiều vào khả năng đọc trận đấu và lối chơi táo bạo của Loic Desriac, như cách ngoại binh người Pháp đã làm trong chặng 5 vòng đua Hồ Hoàn Kiếm. Chặng 11 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ sáng nay trên kênh HTV9, HTV Thể thao và các hạ tầng mạng xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt.